Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách khuyến khích xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, trong những năm qua, hệ thống giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có những bước tiến đáng kể về quy mô, trường lớp cũng như chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kết quả ấy khẳng định sự đóng góp không nhỏ của các cơ sở giáo dục mầm non tư thục do các tổ chức, cá nhân đứng ra thành lập, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Được hình thành từ những năm 1985 với loại hình nhóm trẻ liên gia, ban đầu chỉ với vài chục học sinh theo học. Tuy nhiên đến nay, trường mầm non tư thục Bông Hồng, thị trấn Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đã xây dựng được một cơ ngơi bề thế với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của 14 lớp với gần 600 học sinh trên địa bàn. Đặc biệt hơn, trong năm học 2009-2010, trường mầm non tư thục Bông Hồng vinh dự là một trong những trường mầm non tư thục đầu tiên trên địa bàn tỉnh, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Kết quả trên khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức đơn vị cá nhân cùng tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục. Dạ có, bởi vì có các giờ có các cô yêu thương các con, có đông các bạn, có nhiều trò chơi mới, có chơi đá bóng, có chơi bắt bóng. Con chưa lắp dép, con rất thích học ở đây. Cô chỉ cho con chơi uống tóc cho bạn, chỉ con vẽ. Bản thân nhà trường trong những năm qua thì rất là cố gắng, ngay từ bước khởi đầu được phòng giáo dục giao nhiệm vụ trường đạt chuẩn quốc gia, thì nhà dòng và dòng Đam Mê Lạng Sơn cũng hết sức cố gắng để mà hỗ trợ cho nhà trường về cơ sở vật chất. Còn bản thân chúng tôi thì toàn tâm toàn ý chỉ cần lo về chất lượng giáo dục các cháu, làm sao để cho các cháu trở thành những con người ngoan có ích cho xã hội. Cũng như trường mầm non tư thục Bông Hồng, trường mầm non Hòa My Bảo Lộc được hình thành từ những năm 1990 với loại hình cũng là nhóm trẻ gia đình. Hiện nay trường có 18 phòng học với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của 12 lớp với trên 400 học sinh trên địa bàn. Được biết trong những năm qua, trường mầm non Hòa My luôn là địa chỉ tin cậy của các phụ huynh khi gửi gắm con em mình tại đây. Trường hoạt động thì là với lại cái mục đích là thực hiện cho cái trẻ phát triển cái kỹ năng sống, giúp cho trẻ cái khả năng tự lập, tự tin để cho trẻ mai này lớn lên, cháu lên lớp 1 và lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 cháu bắt đầu phát triển cái khả năng tự tin đó và cháu sẽ học tốt hơn. Thầy cô tổ chức các cái câu dạy rất là tốt cho các bé, từ giảng dạy đến ăn uống rồi khu vui chơi. Chúng em thấy trường này lâu rồi. Với phương châm yêu trẻ, trẻ đến trường, mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui. Bên cạnh việc tuân thủ các chương trình kế hoạch của ngành đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu nâng hiệu quả công tác giáo dục, chăm sóc trẻ, các trường mầm non tư thục trên địa bàn còn đặt ra mục tiêu xây dựng một môi trường học tập thân thiện, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Song song đó, thường xuyên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân vườn, đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, hiện đại, đảm bảo đúng quy định, tạo cơ hội bình đẳng về quyền hưởng lợi trong giáo dục, góp phần làm giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Đối với các cái trường ngoài công lập ở trên địa bàn thì hiện nay ở 3 cấp học, thì cấp học mầm non là cấp học phát triển mạnh nhất. Hiện nay thì có 8 trên 28 trường là mầm non ngoài công lập. Thì ngoài ra thì ở còn có hơn 60 nhóm nhà trẻ gia đình đã góp một cái phần rất lớn trong cái việc xã hội hóa giáo dục theo đúng cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cái hệ thống của các trường mầm non ngoài công lập thì cũng đã được phòng giáo dục chỉ đạo về mặt chuyên môn đúng theo quy định và thực hiện đúng như các trường công lập. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết toàn tỉnh hiện có trên 90 trường cơ sở giáo dục mầm non tư thục do các cá nhân, tổ chức trực tiếp thành lập, quản lý, chiếm khoảng 39% so với tổng số trường mầm non công lập. Theo đánh giá, các cơ sở giáo dục mầm non này phát triển khá nhanh, nhất là ở các địa bàn trung tâm, đông dân cư, phần nào đáp ứng yêu cầu đưa trẻ mẫu giáo tới trường của các bậc phụ huynh, giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
để giúp cho các trường mầm non tư thục và các cơ sở giáo dục mầm non tư thục độc lập được hoạt động được tốt, thì chúng tôi sẽ giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để huy động trẻ đến trường cho từng đơn vị. Và chúng tôi cũng sẽ có cái kế hoạch để hỗ trợ về mặt chuyên môn, dành một phần, một nguồn kinh phí nhất định để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên của các trường mầm non ngoài công lập. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cấp phát tài liệu tuyên truyền và các cái có thể hỗ trợ các cái trang thiết bị cho các cái trường học để đảm bảo cho các cái hoạt động giáo dục mầm non đạt được chất lượng cũng như là các cái hiệu quả theo yêu cầu của ngành. Việc xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non tư thục ở Lâm Đồng đã góp phần giảm sức ép cho giáo dục công lập, giảm bớt sự đầu tư từ ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đồng thời, mô hình này góp phần phổ cập trẻ đúng độ tuổi, tạo cơ hội cho các bậc phụ huynh lựa chọn môi trường học tập tốt nhất cho con em mình.